Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu. Bức tranh một cô gái rất là xinh này, cùng bắt tay vào tô của mình nhé.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô gái rất là xinh nè. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa. Bye bye.